Nga và tàu. Thì tàu chiến Nga đang thăm cái cảng Thượng Hải và họ sẽ thao duyệt chung với hải quân của Trung Cộng. Một dấu hiệu Nga và Trung Cộng đã thắt chặt vấn đề quân sự, đó là truyền thông ngày 6 tháng 7 vừa rồi vừa cho biết là hai tàu chiến Nga là Roki và Sovosyny thuộc cái hạm đội Thái Bình Dương đã cập bến cảng Thượng Hải trong chuyến thăm 7 ngày kể từ 5 đến 11 tháng 7 2023. Ngoài các hoạt động giao lưu, hai chiến hạm sẽ cùng nhau thao duyệt với hải quân trên biển. Đây là hãng tin của Reuters nhắc lại là hai tàu chiến Gromyki và Sovosyny đóng tại căn cứ Vladivostok trên đường đến Thượng Hải đi qua eo biển Đài Loan hồi cuối tháng 6 vừa qua. Tiếp theo đó, tàu Nga cũng đi ở cái khu vực gần đảo Okinawa của Nhật. Đây là cái nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự rất lớn và lâu rồi. Quý vị thấy không? Cũng là một hình thức hay là dằn mặt đó. Hôm đầu tuần thì Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng là Lý Thượng Phúc đã tiếp Tư lệnh Hải quân Nga là Đô đốc Yemenov ở Bắc Kinh và đôi bên nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quân sự song phương lên một cái tầm cao mới. Phía Trung Cộng đã nói là Hải quân hai nước có những hoạt động trao đổi, phối hợp thường xuyên, tiếp tục tổ chức những cuộc thao diễn tuần tra, tập trận chung. Theo giới quan sát thì sự việc tàu chiến Nga cập cảng Thượng Hải được coi như một bước kế tiếp để nhằm đẩy mạnh hợp tác quân sự song phương theo quyết định của Chủ tịch Trung Cộng và Tổng thống Nga thông qua hồi tháng 3, 2023, hơn một năm từ khi Moscow đã đưa quân xâm chiếm Ukraine. Trong cái thông cáo chung kết thúc chuyến công du Liên bang Nga của ông Tập, thì lãnh đạo hai nước đã lên án phương Tây và đứng đầu là Mỹ và NATO đã thách thức vấn đề ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thưa quý vị.